Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai quyết định của Bộ Quốc phòng tổ chức sắp xếp lại một số phòng ban và điều động cán bộ lãnh đạo thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện. Tham dự có ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng thực hiện giải thể Ban Khoa học Quân sự, điều chuyển nhiệm vụ về phòng tham mưu, sáp nhập và tổ chức lại phòng hậu cần, phòng kỹ thuật thành phòng hậu cần kỹ thuật, tổ chức thành lập một số quân đội trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng thời trao các quyết định điều động, bổ nhiệm, điều chuyển cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp thuộc biên chế của các đơn vị sáp nhập tổ chức lại. Quyết định của Bộ Quốc phòng cũng giải thể Đảng bộ phòng hậu cần, giải thể Đảng bộ phòng kỹ thuật và quyết định thành lập Đảng bộ phòng hậu cần kỹ thuật cũng như các quyết định về nhân sự, cán bộ quản lý. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Bình Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định, việc tổ chức sắp xếp lại các cơ quan đơn vị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là chủ trương của Bộ Quốc phòng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quán triệt nghiêm túc triển khai đồng bộ toàn diện các mặt công tác. Đại tá Nguyễn Bình Sơn yêu cầu các đơn vị sau khi sáp nhập xây dựng kế hoạch công tác, chủ động sẵn sàng chiến đấu, xác định tốt tư tưởng, yên tâm thực hiện các nhiệm vụ theo chức trách, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.